Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào tất cả mọi người đang xem video của mình nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại huyện Chư Rông, tỉnh Gia Lai. Đây là một chuẩn bị phía trước mình á, là mình sẽ ghé thăm đập thủy điện Iama. Đây là một cái biển về thông số của cũng như là lúc xây dựng này, cơ sở vật chất xây dựng này. Đó. Thông số kỹ thuật này, diện tích lưu vực là 380 km vuông này. Đó. Rồi dung tích rồi địa điểm xây dựng này. Huyện Chư Rông, tỉnh Gia Lai. Rồi mình bắt đầu đi vào bên trong nha. Xe máy đây này. Wow. Chỗ này hoặc chỗ bên kia. Cái đập nó đẹp luôn. Mùa mưa nước rồi lên tận đây á. Như biển luôn đó. Wow, xa thế. Công nhận giác quan xa thật. Ta vẫn gọi quay anh như mấy. Coi dừng cá táo em dục cần em chạy à. Đấy, mùi thì nó cứ phải chạy ầm ầm trên mặt nước như vậy. Anh câu mùi thì anh toàn cho nó chạy ầm ầm trên mặt nước như vậy. Wow. Em xa thế. 50 mét không? 60 mét không? Không. Chắc 45 mét. Đâu rồi, mày vừa đấy mày 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 đuổi kia mạnh lắm cơ mà. Đuổi các con mạnh lắm cơ. Đây là anh Giáp đang chia sẻ cách câu mồi thìa nha cả nhà. Đó, mình thì câu chìm mà ảnh thì câu nổi. Sao nhẹ nhàng vậy? Mà nó đi xa vậy? Đây câu mồi thìa là mình thường câu nổi phèo phèo như thế này. Đấy. Thì là thiền màu vàng à? Màu vàng. Dạ, thì em đưa cho anh đó. Đâu thì em đưa cho anh màu trắng. Màu vàng. Không uốn như này màu trắng. Có vàng có trắng mà. Không có. Có à? Trắng. Để anh xử lý cái bọn cá ngựa chứ. Em kéo nổi lên này nhá, nó tầm độ khoảng 5 mét nó nhìn thấy, 10 mét nó cũng nhìn thấy. Em kéo chìm thấy đâu. Còn nào em không biết không lên. Rồi nó tấp đùng 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 luôn rồi. Đây nè. Bây giờ hết tấp rồi. Thua à? Bên này nãy anh đi qua đó nó táp nổi da gà luôn á. Làm cái đúng đúng đúng. Ok. Bỏ cá đâu đây anh?
Quẩy ghê rồi. Đây anh em, sau thời gian móm kinh niên thì mình đã được con cá ngựa đầu tiên tại đập Ia Sao. Qua đá, đây là con cá ngựa cuối cùng cũng chống móm cho anh nha. Đây nha cả nhà, con cá ngựa đầu tiên mình câu này. Con cá này to bằng anh Giáp luôn đấy. Giáp ơi, nó che hết người anh luôn nè. Cá này siêu to khổng lồ rồi. Phẩm dày rồi chứ. Không biết bỏ đâu anh ơi. Quá đã. Đây. Cá ngựa nam này. Hơi bé. Con này chắc được 2 lạng rưỡi 3 lạng á. Con cá đầu tiên trong đời đúng không? Làm gì tới đầu tiên trong đời anh? Con cá đầu tiên ngựa trong đời gì? Ngựa em cao rồi. Con cá ngựa đầu tiên trong đời. Một thi à? Anh vừa kêu nó táp không kịp đâu là dính á. Yeah. Con ngựa đầu tiên. Quá đẹp. Phê quá. Bắt luôn hả? À, trên này có cái bể nước nè. Trên này có cái vũng nước ở trên kia. Ê, ê. Tí nữa thì xảy rồi. À, sau 3 cố gắng thì cũng được con cá đầu tiên tại Iamơ nha. Đúng là con này nó không có răng cả nhà ơi, nhưng mà cái mang nó là giống như một cái bộ máy chém vậy đó. Hơi bé, hy vọng sẽ có con to hơn. Đây, cho anh em đây đây. Bơi đi. Chết bà rồi. Em tưởng cái hố sâu chứ. Anh ơi, nó lặn mất tiêu rồi. Chắc không có sâu lắm đâu, đầu gối á. Con cá ngựa đầu tiên nha. Em đang bơi đâu đây này. Bơi trong này. Kim câu thì ở ngoài kia. Hồi nãy thì tắt máy quay. Tắt máy quay thì lên cá cả nha. Còn hôm qua giờ bật máy quay thì không lên cá. Cày thế. Giáp ơi, không có quay được clip. Em tắt máy quay. Không sao, lại quay lại. Tắt máy quay mới lên được cá. Giờ tới phần tra tấn cực khổ này cả nhà. Hồi nãy thì mình thả con cá ngựa xuống đây. Giờ không biết là đi đâu rồi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Sau một thời gian đi tìm kiếm thì mình đã bắt được con cá ngựa rồi đây. Đây, cá ngựa của mình nha. Đấy. Cái ngựa siêu to khổng lồ nha. Ui, ui, ui. Cả nhà. Đấy.
bằng cái con câu không? Hả? To bằng cái con câu không? Hả? Này. Cái con câu này. To bằng không? Anh. Con gô nè. Chụp ngang nha. Ngang, cầm điện thoại đi chứ cầm có bao nhiêu nổi. Đây zoom vào chưa đấy? Zoom à? Đừng zoom, đừng zoom. Để bình thường đi. Anh lên đó đi, chụp chụp. Xong cá để nó làm quơ nó nhảy sao? À. À, anh cúi sát điện thoại xuống. Đây nha mọi người, hiện tại là hai anh em tôi đang có mặt tại một cái bãi đá hoang sơ. Đây là chỗ khai thác đá này. Giáp chắc đang đánh trong cái lỗ nước của người ta khai thác đá luôn quá. Đây, hiện tại là mình đã ở đây được 2 hôm rồi. Hôm qua thì đánh được gần 2 tiếng. Hôm nay chắc mình đánh được buổi sáng thôi nha. Là hành trình của hai anh em đi dầm mưa dãi nắng. Đi ngâm mình dưới nước, gọi là đi tra tấn tâm hồn á. Tra tấn thể xác. Thì kết quả cả hai hôm thì tổng cộng là 5 con. Mình đánh giáp là 4 con cá rồi. 6 con chứ. 6 con hay 5 con anh nhỉ? Qua. Wow. Hôm qua 2 con là hôm nay là 5 chứ. Đúng không? Theo như quan sát của anh thì 5 con. Mấy con? Hả? Như này có cá đúng không? Đây, theo quan sát của anh giáp thì dưới bãi đá này cá rất là nhiều coi nha. Có cá chứ rất nhiều đâu. Cá dày đặc nha. Đó. Đá chứ. Anh em nào câu thì cứ IP cho mình sẽ chích in cái địa điểm mà bãi đá cho anh đi xuống đây vào. Vào chừng nào mà xong cạn đá mòn thì thôi. Rồi chắc mình chỉ câu với anh Giáp được 2 hôm nay thôi. Sau hôm nay là mình về rồi, mình về lại Sài Gòn nha cả nhà. Chung là mấy anh em đi giao lưu gặp nhau là chính thôi, cá móm thì không quan trọng. Nhưng mà mình cũng có cá rồi, không có sợ móm. Đấy, cái gì anh Giáp mới kêu là có cá đuổi theo cả nha. Con cá chắc bị mù hay gì rồi. Rồi mình xem là anh Giáp có cá không nha. Đây là cái bãi cuối cùng, chắc bãi cuối cùng của hai anh em câu thôi. Sau bãi này thì anh em cũng ra. Tại sáng giờ hai anh em chưa có đi câu mà không có mua nước uống, không có mua ăn sáng luôn, chưa ăn trưa ăn triết gì luôn. Giờ nó cũng rơi vào đầu giờ trưa rồi. Câu xong cái bãi này thì má anh em sẽ về. Mình cũng về luôn. Chào tất cả mọi người đã xem video, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của hai anh em mình nha. Hy vọng là mọi người kênh của mình cũng như tất cả các bạn là ủng hộ kênh của anh Giáp nữa. Đó, kênh Giáp là kênh Câu Cá Lóc Việt. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Câu sau lưng anh kìa.